Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 111 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà rời khỏi thú cốc, Lâm Động cũng không đi vào sâu trong núi mà lại tiến sâu vào trong dãy núi ít người lui tới. Tiếp đó chuẩn bị để Tiểu Viêm dung hợp với cả Thiên Ma Hổ Cốt, đồng thời thử trùng kích Niết Bàn Cảnh. Đến lúc đó tiếng động chắc chắn là không nhỏ. Ở nơi hoang vu như thế này thật là không đâu thích hợp bằng. Sau mấy canh giờ bay sâu vào trong sơn mạch, Lâm Động mới bắt đầu chọn vị trí. Cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi to lớn và cực kỳ hiểm trở. Ngọn núi cao tới vạn thước, thẳng tắp, đứng sừng sững, cực kỳ hiểm trở. Đỉnh núi chỉ thấy mây xanh cùng với cả mây mù bao phủ, thật khiến cho người khác khó mà nhận thấy cái gì ở trên đỉnh núi. Chính là nơi này rồi. Thân hình của Lâm Động nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó khẽ gật đầu hài lòng, phẩy nhẹ tay áo, Tiểu Viêm lập tức chui ra. Tiểu Điêu cũng thoáng bóng xuất hiện. Nó lườm Tiểu Viêm một cái rồi nói: "Con hổ ngu xuẩn, Điêu gia ta biết ngươi bây giờ cũng đã có một chút linh trí, cho nên ta nói cho ngươi biết. Tuy ngươi là có thể chất biến dị khác thường thật đấy, nhưng suy cho cùng thì huyết mạch lại quá bình thường. Ngay cả đại lực liệt địa hổ cũng còn chưa thích hợp lắm. Cho nên đối với ngươi mà nói, dung hợp với cả Thiên Ma Hổ Cốt cũng sẽ không ít nguy hiểm đâu." Lâm Động đứng ở một bên, mặt hơi đổi sắc, không nói điều gì nhưng mà rồi lại thôi, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Viêm chẳng qua chỉ là hỏa mãng hổ bình thường, nếu như không phải có thể chất biến dị khác thường, e rằng vĩnh viễn không thể đạt tới cấp độ như bây giờ. "Bản thân huyết mạch của ngươi thì quá là bình thường, cho dù có thể chất biến dị hiếm thấy, nhưng bởi vì huyết mạch nên gây ra trở ngại rất lớn. Cho nên nếu ngươi quả thật muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn thì nhất định phải mạo hiểm một phen. Bằng không thì sau này hãy để cho Lâm Động đem ngươi về vương triều Đại Phiêm thì tốt hơn đó. Thế giới bên ngoài này nhiều nguy hiểm lắm, ngươi không có khả năng đâu. Đi theo Lâm Động chỉ là con vật ăn bám mà thôi, nhớ chưa?" Tiểu Điêu thản nhiên mà nói. Mắt của Tiểu Viêm chợt lóe lên một tia sáng. Nó đương nhiên là hiểu Tiểu Điêu nói gì. Ánh mắt nó bỗng nhiên dừng lại trên người Lâm Động, rồi đột nhiên gầm lên một tiếng lớn. Tuy là Lâm Động nghe không hiểu ý tứ của tiếng gầm của Tiểu Viêm, nhưng đã hiểu lựa chọn của nó. Sau đó thì đoạn vận lực hít một hơi thật là sâu, đưa ánh mắt về phía của Tiểu Điêu khẽ nói: "Ôi, thật là phiền phức quá, chúng ta động thủ thôi." "Này, hổ ngốc, cố gắng chút đấy. Cố lên. Nếu như ngươi có thể vượt qua cửa ải này, quả thật sẽ giống như là thoát thai hoán cốt đó." Tiểu Điêu cười hăng hắc, chợt ánh mắt cũng dần dần tập trung, chậm rãi gật đầu nhẹ nhẹ. Ầm. Tay áo Lâm Động vung lên, Thiên Ma Hổ Cốt đen kịt như là hắc thiết xuất hiện. Một luồng khí tức hung hiểm lan tỏa ra khắp nơi, như ẩn như hiện, mờ ảo trên mặt đất. Nhìn bộ Thiên Ma Hổ Cốt có sức mạnh đáng sợ đó, Tiểu Điêu trầm giọng mà nói: "Muốn dung hợp Thiên Ma Hổ Cốt thì trước tiên là phải rút cốt. Nói ngắn gọn hơn là chính là đem hổ cốt vốn có của con hổ ngốc rút bỏ ra. Một bước này thì nguy hiểm khôn cùng đó, không cẩn thận lập tức cốt hủy thú vong đó." "Lâm Động, xuất ra 20 vạn Niết Bàn Đan đi." Nghe tiếng quát của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng không chút do dự mà quăng ra túi càn khôn. Lập tức thì vô số Niết Bàn Đan hỏa hồng sắc tràn ra, và cuối cùng là hóa thành tựa như là một đạo hồng thủy khổng lồ, nhất loạt xuất hiện trên đỉnh núi.
Niết bàn khí xuất ra khiến cả ngọn núi bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Niết bàn hỏa ngưng tụ. Trong hai móng vuốt của tiểu điêu, ấn ký không ngừng thay đổi. Từng đạo ánh sáng từ hắc sắc vọt mạnh ra, bắn vào bên trong đợt hồng thủy khổng lồ do niết bàn đan tạo thành kia. Ầm 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 ầm. Theo đạo quang mang từ hắc sắc kia đi vào, luồng hồng thủy trong giây nát bắt đầu luân chuyển. Một loáng sau, một ngọn lửa đỏ rực từ bên trong đột nhiên phun ra, khiến cho cả không khí xung quanh cũng đều bị thiêu đốt. Toàn bộ ngọn núi bỗng chốc trở nên mờ ảo. Tiểu Viêm, nếu bước này mà ngươi cũng không chịu được, thì đến bước tiếp theo cũng không cần phải làm gì nữa đâu. Nhãn lực của tiểu điêu ngưng trọng, móng vuốt vung lên, đào niết bàn hỏa quặn lại, bao chặt lấy thân thể của tiểu Viêm. Tại khoảnh khắc niết bàn hỏa bao trùm lấy thân thể của tiểu Viêm, Lâm Động gần như có thể tận mắt nhìn thấy lân phiến trên thân thể của tiểu Viêm trong khoảnh khắc này cũng bị hòa tan. Hống một tiếng thật là lớn. Bỗng một tiếng gầm lớn vô cùng thê lương phát ra từ trong đám niết bàn hỏa đang cháy hừng hực kia, chấn động cả một vùng sơn mạch rộng lớn. Lâm Động nhìn không chớp mắt vào đám niết bàn hỏa, bên trong đó là tiểu Viêm đang điên cuồng dãy giụa. Trong mơ hồ thì Lâm Động có thể nhìn thấy dưới ngọn lửa ấy, thân thể của tiểu Viêm càng lúc càng mờ ảo, tựa như huyết nhục đều bị thiêu đốt thành huyết thanh vậy. Tiếng gào thét thê lương mãi đến hơn 10 phút sau thì mới dừng lại và cuối cùng là dứt hẳn. Nhưng không thể nói được nỗi thống khổ đã hết, bởi vì lúc này ngay cả miệng của tiểu Viêm cũng đã bị đốt cháy, khó lòng mà gào thét được nữa. Bên trong niết bàn hỏa đang hừng hực thiêu đốt, thân thể của tiểu Viêm lúc này dần dần biến thành một đống huyết nhục mơ hồ trộn lẫn vào nhau. Nếu như không phải trong lòng Lâm Động vẫn cảm thấy có một cơ hội nhỏ nhoi, thì e rằng đến hắn cũng cho rằng tiểu Viêm khó lòng mà toàn mạng. Rút ra hổ cốt. Ánh mắt của tiểu điêu lúc này vụt lên một tia sắc bén, móng vuốt cua cua. Hào quang từ hắc sắc ngưng tụ thành bàn tay lớn, trực tiếp mạnh mẽ tiến vào trong đám niết bàn hỏa, đâm sâu vào trong đống huyết nhục mơ hồ bên trong, sau đó lập tức xé căng ra. Xoẹt. Một bộ hổ cốt trắng hiếu có chút uốn khúc bị tiểu điêu mạnh mẽ bóc ra từ trong đống huyết nhục kia. Lâm Động nhìn một màn đó toàn thân run lên, hai tay nắm chặt lại, dường như là có thể cảm nhận được nỗi đau khổ đáng sợ mà tiểu Viêm đang phải chịu đựng vào lúc này. Thiêu thần rút cốt. Những chữ này thì người bình thường mới nghe qua thì thấy ớn lạnh sống lưng, thế nhưng vào lúc này đây thì chính tiểu Viêm lại phải chịu đựng điều đó. Ánh mắt của tiểu điêu đanh lại, nó hét lớn: Lâm Động, đưa thiên ma hổ cốt đây. Lâm Động nghiến răng tung một trường lên trên thiên ma hổ cốt. Chỉ thấy vang lên một tiếng động chói tai, thiên ma hổ cốt đã rơi vào bên trong niết bàn hỏa. Thiên ma hổ cốt vừa vào trong niết bàn hỏa, đám huyết nhục mơ hồ đó dường như đã cảm ứng được cái gì đó, điên cuồng ngọ nguậy, sau đó từng chút một quấn chặt lên bộ hổ cốt. Nhưng mà trong khi đám huyết nhục đó quấn lên trên thiên ma hổ cốt, thì trên bộ hổ cốt đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang từ hắc sắc, tựa như là muốn đánh tan đám huyết nhục đó ra vậy. Mặc dù cơ hồ như là sắp bị phá tan, song đám huyết nhục đó vẫn như là những sợi kẹo kéo không ngừng quấn lên trên. Tiểu điêu vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, ánh mắt không khỏi rời khỏi niết bàn hỏa nói: Trong thiên ma hổ cốt này vẫn còn lưu lại những lạc ấn của thiên ma hổ khi mà còn sống, nó sẽ chống cự lại sự dung hợp của tiểu Viêm. Tuy nhiên thì chuyện này chúng ta không cách nào giúp nó được, chỉ có thể mong rằng là tiểu Viêm sẽ chinh phục được nó mà thôi. Hơn nữa yêu linh của tiểu Viêm cũng đang lẫn vào bên trong đám huyết nhục đó, ở trong trạng thái ấy thì lâu nhất cũng chỉ có thể cầm cự được một canh giờ mà thôi. Nếu như nội trong một canh giờ mà nó không thể dung hợp thành công với cả thiên ma hổ cốt, thì chắc là chính mạng sống của nó cũng khó lòng mà bảo toàn đó. Lâm Động im lặng gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, mắt không chớp một lần nhìn chằm chằm vào ngọn niết bàn hỏa ấy, chống ngực bất chi bất giác cũng đập nhanh hơn không ít. Sự đối kháng giữa bộ hổ cốt và mớ huyết nhục trong ngọn niết bàn hỏa ấy diễn ra tròn một gần một canh giờ. Thời gian chậm chậm trôi qua, con mắt của Lâm Động đã hằn đỏ lên những tia máu căng phồng. Tiểu điêu thì lắc lắc đầu,
quen biết đã lâu, nó hiếm khi thấy Lâm Động mất bình tĩnh như vậy. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, thời gian một canh giờ cũng đã hết rồi. Cuối cùng thì Lâm Động không chịu được nữa, đứng bật dậy, đi lại vài bước. Bộp. Bước chân đột nhiên dừng lại. Lâm Động ngẩng đầu lên, bước nhanh vài bước. Hai bàn tay dường như không thể chịu đựng được nữa, muốn tiến đến bắt lấy đám niết bàn hỏa kia. Hắn biết rằng cứ kéo dài như vậy thì e rằng Tiểu Viêm sẽ vong mạng mất thôi. Đột nhiên, chính vào lúc đôi bàn tay của Lâm Động sắp chạm được tới đám niết bàn hỏa, thì đám niết bàn hỏa vốn đang hừng hực thiêu đốt đột nhiên bành trướng lên. Kinh lực cực kỳ mạnh xuất hiện, khiến cho Lâm Động phải lùi lại mấy bước. Đừng kích động, Lâm Động, chờ chút. Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt của Lâm Động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong đám niết bàn hỏa. Nơi đó vốn là giằng co, lúc này dường như đã ngừng lại. Trong mơ hồ thì trong đó xuất hiện thân ảnh một đầu quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững giữa ngọn lửa. Đột nhiên một luồng khí lãng phả ra. Luồng khí lãng ấy còn hung bạo gấp bội phần so với cả luồng khí tức của thiên ma hổ cốt đúc trước. Dường như là một con hung thú từ thời đại hồng hoang đã thức tỉnh vậy. Hả? Thành công rồi sao? Cảm nhận được luồng khí tức hung bạo vô cùng cường mãnh đó, đồng tử của Lâm Động đột nhiên co rụt lại. Giống một tiếng, Lâm Động và Tiểu Điêu chăm chú theo dõi. Ở bên trong niết bàn hỏa, con quái vật khổng lồ đó ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng hổ gầm inh tai nhức óc, vang vọng khắp cả mọi nơi. Dưới tiếng hổ gầm tràn đầy uy lực và sự hung bạo đó, tất cả những yêu thú ở trong sơn cốc này đều phải run rẩy, nơm lớp lo sợ. Hai mắt của Tiểu Điêu sáng rực, lẩm bẩm nói: chính là uy lực của thiên ma hổ rồi. Tiếng hổ gầm vang ầm ầm giữa thiên địa, và ngay sau đó, niết bàn hỏa hừng hực thiêu đốt, bỗng như là bị hấp thụ hết vậy, tựa như đều bị hút vào bên trong vật thể khổng lồ điên cuồng kia. Cùng với lúc đó thì đạo hồng thủy niết bàn đan lơ lửng trên bầu trời kia cũng dần dần hóa thành từng đạo niết bàn khí, tựa hồ như một ngọn lửa vậy, không ngừng hạ dần xuống và cuối cùng là bị thân ảnh khổng lồ kia thâu tóm. Mẹ kiếp, con hổ ngốc đó chuẩn bị hấp thu niết bàn đan đó. Nhìn một màn này, Tiểu Điêu nở ra nụ cười viên mãn, tiếng cười như chút hết bỏ hết được gánh nặng vậy. Lâm Động ở cạnh đó cũng đã ngồi xuống đất, tảng đá đè nặng ở trong lòng cuối cùng cũng như là được chút bỏ. Uỳnh 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 uỳnh, ầm 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 ầm. Từng ngọn lửa đỏ rực giống như là những con xích long cực lớn từ trong đạo hồng thủy niết bàn đan kia ầm ầm lao ra. Cuối cùng thì quần quận không ngừng bị hút vào trong thân ảnh khổng lồ bên dưới đỉnh núi. Ngọn núi vào lúc này cơ hồ bởi vì loại chấn động cực lớn này mà phát ra những cơn địa chấn run rẩy. Từng cỗ áp lực kinh người không ngừng từ trong thân ảnh khổng lồ kia mà phóng ra. Dưới sự ba động khủng bố của đạo niết bàn khí tuôn trào đó, ngay cả Lâm Động cũng phải lùi lại mấy bước, sắc mặt ngưng trọng quan sát. Tuy tốc độ hấp thu niết bàn khí của Tiểu Viêm vẫn còn kém thôn phệ tổ phù, nhưng trình độ như thế này đã vượt xa những cường giả niết bàn cảnh khác rồi. Hơn nữa, với sự hấp thụ kinh người này của Tiểu Viêm, luồng hồng thủy do 20 vạn viên niết bàn đan tạo thành, bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy dần dần trở nên loãng hơn rất là nhiều. Cái tên này đúng là cái dạ dày không đáy. Nhìn dòng hồng thủy niết bàn đan bởi vì niết bàn khí bị hấp thu hết mà tiêu tán kia, Lâm Động cũng nhịn không được mà hít nhẹ một ngụm lượng khí. Quan sát tiếp đi. Tiếp theo khi mà nó đột phá đến niết bàn cảnh, niết bàn khí sẽ rèn luyện thân thể của nó, khiến cho máu thịt của nó dung hợp với cả thiên ma hổ cốt. Về sau thì con hổ ngốc này như là cá vượt long môn vậy, từ hỏa mãng hổ bình thường sẽ tiến hóa thành thiên ma hổ đó. Tiểu Điêu quan sát mỉm cười mà nói. Đương nhiên nói như vậy tự hồ thì chưa chính xác hoàn toàn. Nó hẳn còn là thiên ma hổ thể chất biến dị nữa cơ. Ta thực là không muốn biết rằng con hổ ngốc này về sau có thể tu luyện đến mức độ như thế nào đây. Chờ mong quá đi mất. Lâm Động nghe vậy thì mỉm cười. Hai nắm tay đã nắm chặt từ lúc đầu, bây giờ dần dần buông lỏng. Nhìn thấy đồng bạn thân thiết nhiều năm dục hỏa trọng sinh như thế, trong lòng hắn chợt như là thấy một niềm vui khó tả. Đánh sâu vào niết bàn cảnh hiển nhiên không phải là chuyện tình trong nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành.
Niết bàn khí do 20 vạn niết bàn đan đang ngưng tụ thành. Cho dù Tiểu Viêm hôm nay thoát thai hoán cốt, nhưng vẫn phải mất một ngày trời mới có thể hoàn toàn hấp thu được hết. Hơn nữa, trong khi mà hấp thu 20 vạn viên niết bàn đan, sự đột phá của Tiểu Viêm rõ ràng vẫn còn chưa hoàn thành. Lâm Động thấy vậy, ngay lập tức lấy ra thêm 30 vạn viên niết bàn đan nữa. Loại đại thủ bút như thế này thì ngay cả Tiểu Điêu ở một bên cũng phải chậc chậc mấy tiếng. Niết bàn đan ở trong tay Lâm Động hiện tại cũng chỉ khoảng hơn 150 vạn viên thôi. Hơn nữa cũng đều là do đổi cả tính mạng của mình mới giành được. Nay vì Tiểu Viêm mà đánh sâu vào niết bàn cảnh, đã lập tức lấy ra 1/3. Cái loại đãi ngộ như thế này, cho dù là cường giả của vương triều cao cấp cũng khó có thể mà làm được. Chỉ cần tên này còn hấp thu được bao nhiêu thì toàn bộ niết bàn đan còn lại của ta đưa cho nó cũng không thành vấn đề gì đâu. Nghe tiếng chậc chậc tiếc rẻ của Tiểu Điêu, Lâm Động cười mà nói. Tiểu Viêm vì có thể trở nên mạnh mẽ để ở lại bên cạnh hắn thì ngay cả nỗi đau đổi thịt rút xương cũng chấp nhận thừa nhận. Chỉ là một vài viên niết bàn đan thì tính là cái gì chứ? Thôi được rồi, biết ngươi song sanh rồi. Giờ thì tiếp theo chúng ta xem tên này đến tột cùng là có thể biến thành cái dạng gì. Tiểu Điêu lười biếng và nói, sau đó ngẩng đầu, trong hai mắt lóe lên những ngọn lửa đỏ rực hừng hực. Sau khi mà Lâm Động đưa thêm 30 vạn viên niết bàn đan đầu nhập vào đó, Tiểu Viêm hiển nhiên là đã có được đầy đủ niết bàn khí. Lại phải mất đến 3 ngày 2 đêm nữa thì 3 ngày 3 đêm nữa Tiểu Viêm mới có thể hấp thu được toàn bộ số niết bàn khí này. Trong suốt thời gian 3 ngày này, thân thể của Tiểu Viêm cơ hồ hoàn toàn bị niết bàn hỏa nồng đậm bao vây lấy. Thân thể của nó ở trong ngọn lửa yên lặng bất động hoàn toàn. Trong lúc tĩnh lặng đó thì cũng đều có một cỗ ba động đáng sợ lặng lẽ từ bên trong liệt hỏa rèn luyện ra, chậm rãi lan tràn ra khắp nơi. Và lúc mà ngọn núi vẫn còn đang chìm trong sương sớm của ngày thứ tư, dòng hồng thủy niết bàn đan mênh mông cuồn cuộn trên đỉnh núi đã lại một lần nữa trở nên loãng dần. Niết bàn hỏa đang bao phủ hoàn toàn cái thân thể khổng lồ kia cũng trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Hiển nhiên là 30 vạn niết bàn đan lại sắp sửa bị Tiểu Viêm hấp thu hết rồi. Trên một tảng đá ở trên ngọn núi, Lâm Động lặng lẽ ngồi khoanh chân ở đó, ánh mắt nhìn không chớp vào thân hình bên trong ngọn lửa. Trong thời gian 4 ngày này, hắn không hề chớp mắt lấy một lần nào, nhưng mà cũng không hề tỏ ra vẻ mệt mỏi. Trái lại trong mắt tràn đầy sự kỳ vọng và hiếu kỳ. Oanh! Niết bàn hỏa bốc lên, đột ngột thân hình khổng lồ bên trong đó tựa hồ như là rung động mạnh một cái, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên, miệng lớn mở ra. Niết bàn đan cùng với cả niết bàn hỏa còn sót lại bên trong không khí đều bị nó trực tiếp nuốt hết vào trong miệng. Khi mà đạo niết bàn hỏa cuối cùng bị nó nuốt vào trong người, thân hình khổng lồ kia cuối cùng đã xuất hiện trước mặt của Lâm Động và Tiểu Điêu. Đó là một con hổ lớn, từ đầu đến chân đen như mực. Ánh mặt trời chiếu trên thân thể của nó, phản dạ ra sự sáng bóng như là kim trúc. Hai cánh đen to lớn phía sau lưng khép lại. Phía trên hai cánh có cánh chim nhúc nhích. Trong mơ hồ thì lóe ra những tia đao sắc lạnh. Dưới loại quang mang sắc lạnh này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không khỏi thấy rùng mình. Hơn nữa mắt hổ của nó hiện ra một màu đen kịt. Trong mơ hồ có vô số khí tức hung bạo xuất ra. Đây phảng phất như là một tuyệt thế hung hổ từ thời đại hồng hoang vậy. Con hổ to lớn màu đen ngửa mặt lên trời, giống lên một tiếng lớn. Cơ hồ một cỗ sóng âm cực lớn quét ra. Trên ngọn núi khổng lồ lập tức xuất hiện những khe nứt cực lớn. Cùng với lúc đó thì một cỗ khí tức hùng hậu cực điểm cũng trong lúc này mà cuồng bạo xuất ra từ bên trong cơ thể của nó. Cái loại khí tức đó thì chính là đã chân chính đạt đến niết bàn cảnh rồi. Hiển nhiên lúc này Tiểu Viêm đã tiến vào niết bàn cảnh. Thành công rồi. Trong mắt Lâm Động lóe lên sự vui mừng khôn xiết. Tiểu Viêm rốt cuộc đã đạt tới niết bàn cảnh rồi. Trong lúc mà Lâm Động đang vui mừng khôn tả thì con hổ to lớn màu đen do Tiểu Viêm biến thành lại không hề lao về phía trước, ngược lại hướng về phía Lâm Động gầm lên một tiếng. Sau đó, giống như là con người vậy, cũng khoanh chân ngồi xuống. Cùng với lúc đó thì Lâm Động cảm thấy một cỗ chấn động,
khiến hắn run bắn cả ra đầu từ bên trong thân thể của Tiểu Viêm truyền đến. Trong khoảnh khắc chấn động này truyền đến thì thân thể đen như hắc thiết của Tiểu Viêm vô cùng quỷ dị mà trở nên đỏ sẫm, từng đạo khói trắng không ngừng từ bên trong thân thể của nó lan ra. Mặt đất trên ngọn núi đúng vào lúc này đột nhiên khô héo đi với một tốc độ kinh người, từng khe nứt kéo dài chẳng chịt, khu rừng trên đỉnh núi trong nháy mắt đã hoàn toàn khô héo. Hả, đây là có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Tiểu Viêm như vậy thì sắc mặt của Lâm Động vụt biến đổi, vội vàng hỏi. Cái tên này... Tiểu Điêu cũng thoáng chút kinh ngạc, sau đó ngưng trọng nhìn chăm chú vào Tiểu Viêm đang ngồi xếp bằng ở đó, lẩm bẩm mà nói. Nó không ngờ đang thúc đẩy vào Niết Bản Kiếp. Nó muốn vượt qua Niết Bản Kiếp sao? Cái gì? Nghe thấy vậy, thân thể Lâm Động rung động mãnh liệt, hiển nhiên là đồng dạng bị kích động mạnh, sau đó quát khẽ mà nói. Nó làm cái gì vậy? Niết Bản Kiếp làm sao chỉ qua loa như vậy chứ? Phải biết rằng Niết Bản Kiếp là thứ mà cường giả Niết Bản Cảnh e ngại nhất. Ở trong giới tu chân, 5 người trong số 10 người vượt qua được Niết Bản Cảnh đều phải ngã xuống, chỉ chẳng phải do đấu tranh với người khác mà là ở trong Niết Bản Kiếp đó. Mỗi một tầng Niết Bản Kiếp đều cực kỳ đáng sợ, chỉ cần không cẩn thận thì tất cả sự tu luyện đều bị tan biến, công sức hóa thành hư vô. Vì vậy, Lâm Động khi vừa nghe thấy Tiểu Viêm vừa đột phá đến Niết Bản Cảnh đã lập tức dám khiêu chiến Niết Bản Kiếp thì sắc mặt quán trở nên khó coi như vậy. Không cần lo lắng đâu, con hổ ngốc này đã dung hợp Thiên Ma Hổ Cốt, nghĩ rằng trong hổ cốt còn lưu lại chút lực lượng, và chính điều này đã làm cho nó không thể không thôi động Niết Bản Kiếp. Chỉ có điều như vậy cũng tốt thôi, Niết Bản Kiếp từ bên trong mà sinh ra, nếu là có thể vượt qua được thì nó có thể dung hợp hoàn toàn cùng với cả Thiên Ma Hổ Cốt, không hề có sự bài xích gì nữa đâu. Tiểu Điêu thoáng chút trầm ngâm, sau đó nói. Nó đã tiến vào Niết Bản Cảnh, linh trí ắt hát tăng vọt rồi. Nếu như không chắc chắn, có lẽ nó cũng không dám liều lĩnh như vậy đâu. Bây giờ gấp gáp cũng chẳng được gì, chúng ta cứ chờ xem thôi. Nói xong thì Tiểu Điêu cũng bất đắc dĩ hít một hơi. Hiển nhiên là chuyện phát triển đến một bước này có chút không giống với cả dự liệu của nó. Lâm Động chau mày lại và cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản gật đầu nhẹ nhẹ, ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn vào thân thể đen kịt của Tiểu Viêm giờ đã chuyển thành màu đỏ quỷ dị. Trái tim vốn thả lỏng một chút, bây giờ lại bắt đầu đập mạnh hơn một trận. Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, những chấn động nóng bỏng từ bên trong thân thể của Tiểu Viêm phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Về sau thì ngay cả Lâm Động cùng với cả Tiểu Điêu cũng không thể chịu đựng được nữa, không thể không lùi lại cách ngọn núi vài trăm trượng. Đứng cách xa ngọn núi thì bọn hắn mới phát hiện là trong vòng 100 trượng từ sườn lên đỉnh núi, tất cả cây cối hoàn toàn khô héo, từ xa nhìn lại thật là hoành tráng. Niết Bản Kiếp quả nhiên đáng sợ nhỉ. Khó trách tất cả cường giả Niết Bản Cảnh đều kiêng kỵ Niết Bản Kiếp này như vậy. Lâm Động nhìn quang cảnh này bất giác lẩm bẩm nói. Tuy là không tự mình trải qua, nhưng mà nghĩ đến những cỗ chấn động đáng sợ bạo liệt xuất khai từ trong thân thể mình, tạo thành những xung kích hủy diệt như thế này cũng khiến người ta không khỏi sợ hãi. Những cỗ chấn động như vậy từ trên đỉnh núi truyền xuống liên tục trong nửa ngày trời, thì mãi cho đến khi mà bóng đêm dần dần bao phủ hoàn toàn mặt đất, Lâm Động lúc này mới nhìn thấy những chấn động đáng sợ này đang dần dần tiêu tán. Hả? Niết Bản Kiếp hoàn thành rồi sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần Lâm Động đột nhiên rung động, vội nhìn về phía trên đỉnh núi. Chỗ đó do nhiệt độ cao làm xuất hiện rất nhiều sương mù, trong khoảnh khắc làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Đùng! Trong lúc mà ánh mắt Lâm Động hướng nhìn lên ngọn núi, thì trong làn sương mờ trắng ảo truyền ra những tiếng bước chân trầm thấp và cứng ngắc. Và ngay sau đó, Lâm Động chợt nhìn thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra từ trong làn khói trắng. Làn sương trắng mờ ảo từ trên đỉnh núi khuếch tán ra, nhưng mà ánh mắt của Lâm Động vào lúc này lại đang ngưng thần quan sát thân ảnh từ trong làn sương trắng bước ra với những bước đi nặng nề. Đạo nhân ảnh này thì vô cùng tráng kiện, làn da đen xì
khiến cho hắn thoạt nhìn như là một tòa thiết tháp. Chỉ đứng đó thôi cũng xuất ra những cỗ áp lực khiến cho người khác hít thở không thông. Toàn thân của nhân ảnh, khuôn mặt của hắn thoạt nhìn thoáng có nét hồn hậu. Hơn nữa nếu như là nhìn kỹ thì sẽ thấy khuôn mặt này lại có một vài nét tương đồng với cả Lâm Động. Không khí trên đỉnh núi vào lúc này phảng phất như ngưng động lại. Lâm Động kinh ngạc đứng ở bên sườn núi nhìn thân ảnh tráng kiện kia. Một thoáng sau mới há miệng, lúc này đã đắng chát ra mà nói: Là Tiểu Viêm sao? Đạo nhân ảnh đen sì như là hắc thiết kia vừa nghe thấy cái tên ấy, hai mắt màu đen thoáng ánh lên nét hồn hậu kia bỗng sáng lên một cách mãnh liệt. Ánh mắt quán nhìn không chớp vào người Lâm Động, sau đó giơ cái đầu ra, há mồm tựa hồ như là muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng chỉ có những tiếng bật hơi truyền đến. Những sự kích động chỉ thoáng hiện lên trong ánh mắt của nó đều bị Lâm Động nhìn thấy một cách rõ ràng. Tốt, rõ ràng nó đã thoát khỏi hình thú rồi. Tiểu Điêu cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Viêm đã hoàn toàn thoát khỏi hình thú, cười mà nói. Ánh mắt tò mò của Lâm Động lại dừng trên người của Tiểu Viêm, sau đó thì nói: Này, Tiểu Viêm đến giờ vẫn không thể nói chuyện được sao? Thì tuy rằng hôm nay nó đã có được linh trí chân chính không kém gì con người, có điều phải chờ thích ứng mới có thể nói chuyện được chứ. Tiểu Điêu trừng mắt mà nói. Sắc mặt của Lâm Động tràn đầy niềm vui, phi thân lên trước, đứng trước thân hình của Tiểu Viêm. Hắn cơ hồ chỉ đứng đến phần bụng của nó thôi. Hơn nữa những cỗ uy áp cường đại không ngừng phát ra từ thân thể của Tiểu Viêm cũng khiến sự hô hấp của Lâm Động bị ngưng trệ. Chú... Tiểu Viêm nhìn chăm chăm vào Lâm Động, khuôn mặt thoáng ra vẻ ngây ngô, sau đó quỳ xuống, một âm thanh trầm thấp khó nhọc từ trong miệng nó thoát ra. Chủ cái rắm ấy. Nhìn bộ dạng này của nó, Lâm Động cười và mắng, bàn tay vỗ nhẹ vào cái đầu cứng như kim thiết của Tiểu Viêm mà nói: Sau này ngươi sẽ được gọi là Lâm Viêm. Ngươi do một tay ta nuôi lớn nên kêu ta là đại ca là được rồi. Tiểu Viêm gật gật đầu. Nó đã có được linh trí chân chính, có thể hiểu được lời nói của Lâm Động, cũng như niềm hoan hỉ từ tận trong tim và ánh mắt của hắn. Lúc này trên gương mặt hồn hậu của nó nở ra một nụ cười trông thật là khó coi, rồi gật đầu mạnh: Vâng, đại ca. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười của Lâm Động liền chỉ vào Tiểu Điêu ngồi trên vai mình và nói: Còn đây là nhị ca của ngươi, nhớ chưa? Tiểu Điêu đang ôm móng vuốt trước ngực nhìn khung cảnh vui vẻ này, bị lời nói bất ngờ của Lâm Động làm cho sững người. Sau đó lông toàn thân dựng ngược lên, thê thế mà nói: Này, ai là nhị ca của con hổ ngu ngốc hắn à? Còn mẹ nhà nó, ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ danh mà đòi làm đại ca của ta sao? Cũng dám ngồi lên đầu Điêu gia tả, ngươi chán sống rồi phải không? Chỉ tuy ngươi luôn miệng xưng mình là Điêu gia, nhưng mà ta biết rõ, trong Thiên Điêu yêu tộc, tuổi của ngươi bất quá cũng chỉ tương đương với ta mà thôi. Lâm Động dương dương mà nói. Đã nhiều năm ở chung như vậy, đối với cái tên Tiểu Điêu này thì hắn hiểu rất là rõ. Kẻ này bình thường thích giả trang thành lão nhân, nhưng mà có một vài động tác rõ ràng đã làm bại lộ chân tướng của nó. Tuy là Lâm Động không phủ nhận tuổi của Tiểu Điêu không ít, có điều Thiên Điêu yêu tộc ở yêu giới vốn có tuổi thọ rất là dài. Ở trong tộc đó, thời kỳ này của Tiểu Điêu có lẽ cũng chỉ coi như là một thiếu niên mà thôi. Nhị ca. Nhưng mà mặc cho Tiểu Điêu phản đối dữ dội, Tiểu Viêm cũng chẳng quan tâm. Trong lòng của nó thì đối với cả Lâm Động, người đã đưa nó từ trạng thái ấu hổ đạt đến bước tiến như ngày hôm nay, thì chỉ có sự phục tùng tuyệt đối và cảm giác thân thiết. Cho nên đối với cả lời nói của Lâm Động thì Tiểu Viêm đương nhiên là không có chút phản đối. Tiểu Điêu vốn đang phản kháng mãnh liệt vì sự an bài của Lâm Động, sau câu nói này của Tiểu Viêm thì đột nhiên im lặng. Hai mắt vốn bình thường giả hoạt, lúc này đây thì phảng phất như là một cái gì đó thật sự là khác biệt. Ôi, đúng là hai cái tên ngu ngốc thật đấy. Tiểu Điêu nhếch mép sau đó mắng một tiếng, có điều kỳ lạ là sau đó không nói thêm gì nữa. Lâm Động cười cười. Từ mặt nào đó mà nói thì ba người bọn họ tình cảm sâu đậm,
Lâm Động đối với cả Tiểu Viêm có lẽ quan hệ vừa là chủ cũng vừa là cha. Còn Lâm Động đối với cả Tiểu Điêu mà nói, lại là quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Ba người nương tựa vào nhau, bắt đầu thủa sơ khai tại trấn Thanh Dương. Trải qua bao gian nan trắc trở và cuối cùng vươn đến thực lực mạnh mẽ tại Vương Triều Đại Viêm. Hơn nữa Lâm Động tin tưởng rằng thì đây chưa phải là kết thúc của bọn họ. Về sau trên thiên hạ này sẽ có một truyền thuyết ghi danh bọn họ. Tiểu Viêm, trước tiên cứ mặc quần áo vào đã. Lâm Động lấy ra một kiện hắc bào lớn từ trong túi càn khôn ném về phía của Tiểu Viêm. Nó cũng giơ tay đón được. Mặc dù vẫn còn chút vụng về nhưng vẫn có thể mặc được kiện hắc bào lên người. Mặc xong quần áo, Tiểu Viêm như là một cột thiết tháp đứng bên cạnh Lâm Động. Thân thể trắng kiện đó có một sức uy áp kinh người. Cho dù là huyết linh khôi so với nó cũng kém hơn một phần khí thế. Đương nhiên với thực lực của Tiểu Viêm ngày hôm nay, cơ hồ dù là huyết linh khôi thì cũng khó lòng đối phó được. Sau khi vượt qua một lần niết bàn kiếp thì Tiểu Viêm đã chân chính bước vào nhất nguyên niết bàn rồi. Tốc độ như vậy thì nhanh hơn không ít so với cả Lâm Động. Tuy rằng đó là nhờ có thiên ma hổ cốt, nhưng mà cũng khiến cho người khác thì không khỏi bái phục. Rồi tiểu tử, bây giờ ngươi định đi đâu? Tiểu Điêu dương dương mà nói. Tuy là không phản đối cách xưng hô của Tiểu Viêm với nó, có điều muốn một kẻ vô cùng kiêu ngạo như nó gọi Lâm Động là một tiếng đại ca, hiển nhiên là việc trời có sập xuống thì cũng chẳng thể xảy ra. À, đương nhiên là đi đến chỗ mở viễn cổ bí tàng rồi. Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên. Thời gian khoảng 10 ngày tới chính là thời cơ tốt mở ra viễn cổ bí tàng. Việc lớn như vậy hắn sao có thể bỏ qua được. Giờ này e rằng người của Vương Triều Ma Nham đều đã ở đó rồi đó. Tiểu Điêu cười châm chọc nói. Vương Triều Ma Nham sao? Bây giờ chúng ta còn sợ chúng sao? Lâm Động cũng cười nói. Hôm nay Tiểu Viêm đã vượt qua một lần niết bàn kiếp. Bên cạnh Lâm Động đã có thêm một trợ thủ có thể sánh với cả cường giả niết bàn cảnh. Với khả năng này, cho dù là đối với cả những vương triều cao cấp thì cũng không hề thua kém. Tuy lần này có lẽ vẫn chưa có thể tiêu diệt được Vương Triều Ma Nham, có điều nếu chúng dám ra tay thì Lâm Động sẽ cho chúng thấy rõ cái gì là đá phải thiết bàn. Hiện giờ hắn không chỉ là cần kiêng kỵ Vương Triều Ma Nham, mà thậm chí ngược lại, hắn còn mong chạm trán với cả Vương Triều Ma Nham nữa. Nghĩ đến sắc mặt Thạch Hiên lúc đó thì chắc chắn sẽ rất là đặc sắc đây. Tiểu Viêm tuy đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, có điều đối với cả thân thể này thì vẫn chưa thực sự thuần thục đâu. Vẫn còn cần một chút ma hợp mới có thể giao thủ với cả những cường giả đó. Nhưng mà con hổ ngốc này đã gọi ta một tiếng nhị ca, thì Điêu gia ta đương nhiên là không thể bạc đãi ngươi được rồi. Tiểu Điêu nắm chặt móng vuốt, một đạo quang giản màu đen xuất hiện trong tay của gã, sau đó hướng về phía của Tiểu Viêm. Này, cầm lấy, đây là vũ khí trấn tập của thiên ma hổ tộc, thiên ma thần biến. Thứ này không thể đem so sánh với cả thứ rác rưởi lần trước đưa cho đại lực liệt địa hổ đó. Nếu ngươi có thể tu luyện đại thành thì cho dù là ở bên trong yêu vực, ngươi cũng tìm được một chỗ đứng cho mình đó, hổ ngốc. Tiểu Viêm xòe bàn tay ra bắt lấy quang giản. Quang giản trong tay của nó xuất ra những luồng hắc quang kỳ dị. Mơ hồ bên trong đó còn có tiếng hổ trầm thấp gầm vang truyền ra. Vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Tuy là Tiểu Viêm đối gặp vật này rõ ràng rất là thích, nhưng mà nó không lấy ngay, mà như thường lệ lại đưa ánh mắt nhìn Lâm Động. Rồi ok, từ bây giờ thì mình sẽ chuyển cách xưng hô Tiểu Viêm từ nó sang thành hắn, bởi vì Tiểu Viêm đã trở thành người rồi mà. Cứ cầm lấy đi, khó có nhị ca nào hào phóng như vậy. Cứ người cứ nhận lấy đi, thứ tốt như vậy thì hắn chẳng bao giờ cho ta đâu. Lâm Động cười mà nói. Đồ vật trong tay ta phần lớn đều do yêu thú tu luyện. Người muốn cũng không dùng được đâu. Hơn nữa dựa vào người khác thì không thể trở thành cường giả chân chính được. Nhớ rõ điều đó đó. Tiểu Điêu vươn vai mệt mỏi, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc mà nói. Có điều nếu như ngươi có thể hoán đổi vị trí của hai chúng ta thì có lẽ ta sẽ cho ngươi một vài đồ tốt đó. Lâm Động cười một tiếng. Tên này đối với cả việc xưng hô vô cùng cố chấp.
Xem ra đúng như là hắn dự liệu, tên này trong Thiên Yêu Điêu chẳng phải là lão nhân gì hết. Bây giờ Tiểu Viêm vẫn còn là một thứ vũ khí thích hợp. Đợi lần này đi viễn cổ bí tàng, xem có thể lấy được linh bảo thiên cấp nào không. Lâm Đậm cũng không để ý tới Tiểu Điêu nữa, mà nhìn về phía của Tiểu Viêm sau đó nói: vũ khí sao? Đệ có. Nghe được lời nói của Lâm Đậm, Tiểu Viêm thoáng cười ngây ngô. Chợt bàn tay to lớn của hắn nắm lại, hắc quang trong tay lóe lên, nhanh chóng ngưng tụ và cuối cùng hóa thành một cây côn toàn thân màu đen, đường kính cơ hồ còn to hơn đùi của Lâm Đậm nữa. Cây côn này không biết là rốt cuộc làm bằng vật liệu gì. Nhìn kỹ lại bên trên thân côn thì phảng phất như bao phủ một tầng lân phiến màu đen. Hơn nữa một đầu cây côn lại bén nhọn như là mũi thương, hình dạng như là miệng rắn nhe ra, răng nanh trong đó tỏa ra tua tủa. Đây cơ hồ là một thanh xà côn đặc biệt. Đây có lẽ là linh bảo bổn mạng mà Tiểu Viêm dùng khúc xà vĩ trước kia của hắn luyện thành. Không thực là không thể nghĩ tới, nó mới chỉ vượt qua một lần niết bàn kiếp mà đã có được bản lĩnh như thế này. Bình thường chỉ có yêu thú vượt qua 3 lần niết bàn kiếp mới có thể đem những vật trên thân thể bọn chúng luyện chế thành linh bảo bổn mạng thôi. Tiểu Điêu kinh ngạc mà nói: những linh bảo bổn mạng này sẽ cùng với cả thực lực của chúng mà ngày càng mạnh lên, chính là linh bảo dạng trưởng thành đó. Nghe vậy thì khuôn mặt của Lâm Động tràn đầy vẻ kinh ngạc. Từ trên thanh xà côn màu đen kịt này, hắn có thể cảm thấy một cỗ ba động cực kỳ mạnh mẽ. Những cỗ ba động đó thì không hề thua kém gì Trọng Ngục Phong cùng với cả Thiên Ngạc Cốt Thương của hắn. Hơn nữa vật để luyện chế xà côn vốn là một bộ phận trên thân thể của Tiểu Viêm lúc trước, lúc mà thi triển sẽ càng trở nên dễ dàng, uy lực vô cùng. Xem ra không cần tìm vũ khí nữa rồi. Cũng được thôi, chúng ta lên đường đi. Ta thực sự là muốn xem Vương Triều Ma Nham bây giờ còn có thể làm khó dễ được cho ta nữa không. Lâm Động cười cười, khoát tay áo, sau đó thì quay người lại, lao về phía sơn mạch. Phía sau lưng thì thân hình của Tiểu Viêm khẽ động, giống như là vật ký sinh vậy, bám theo sau của Lâm Động. Do vẫn còn 10 ngày nữa mới đến lúc bí tàng mở ra, do đó đoàn người Lâm Động trên đường đi thì không hề tỏ ra vội vàng. Hơn nữa còn cần có thời gian cho Tiểu Viêm thích ứng với cả cơ thể mới, vì vậy mà tốc độ càng trở nên chậm lại. Mất chừng khoảng 3-4 ngày đường, đoàn người của Lâm Động mới đến được nơi hiện tại nhân khí đã trở nên thịnh vượng nhất ở bên trong viễn cổ chi địa, chính là Viễn Cổ Điện. Tuy mang danh là điện, nhưng mà đứng sừng sững ở nơi đây lại là một tòa thành vô cùng to lớn. Nghe nói vào thời viễn cổ, nơi đây chính là một nơi tông phái siêu cấp lập giáo. Quy mô to lớn nhường này, rộng lớn khiến người khác phải trầm trồ. Ở bên trong thì chính là nơi mở ra viễn cổ bí tàng. Do đó hầu như toàn bộ các vương triều ở khu vực Tây Bắc này, chỉ cần tự tin bản thân có năng lực thì trong khoảng thời gian này về cơ bản là toàn bộ đều tập hợp tại đây. Đám nhân khí này quả thực khó có thể dùng ngôn từ bình thường mà hình dung được. Đoàn người của Lâm Động đáp xuống một ngọn núi bên ngoài viễn cổ điện, sau đó nhìn lên thấy một đám nhân ảnh đông nghịt đang lao đi thành từng nhóm lớn trên bầu trời. Cho dù với định lực như là bọn hắn thì cũng bất giác hít vào một ngụm lãnh khí. Viễn cổ điện lúc này e rằng 10 phần nhân mã vùng Tây Bắc thì 6-7 phần đều đã bị thu hút đến đây rồi. Ghê thật, công nhận sức hấp dẫn của viễn cổ bí tàng thực là đáng sợ. Nhiều vương triều đến như vậy sao? Hôm qua mình ăn vải, nóng quá, bị nhiệt hết cả lưỡi. Nên là đọc có vấp váp gì mọi người thông cảm cho mình. Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng chợt có chút rung động. Quy mô của tòa thành này thì cực kỳ rộng lớn, cho dù là Dương Thành thì cũng còn kém xa. Nhưng tựa hồ là trong thành thị cũng đã đặt chật kín người. Hơn nữa mơ hồ vẫn còn có chút không đủ chỗ. Cho nên ở bên ngoài thành, thậm chí trong khu rừng rậm xung quanh ngọn núi, đều có sự tồn tại của rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên là đám người này đều muốn tranh giành lợi ích ở bên trong vùng đất này. Thân thể tráng kiện của Tiểu Viêm đứng sau Lâm Động, giống như là thiết tháp màu đen vậy. Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, nhìn những nhân ảnh tới lui. Bên trong ánh mắt thoáng vẻ hồn hậu, ẩn chứa hung quang mang tính bản năng. Tuy rằng hiện nay nó đã có thể rời khỏi hình thú,
nhưng mà những thứ thuộc về bẩm sinh rõ ràng vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn. Đi thôi Tiểu Viêm, chúng ta vào thành. Lâm Động cười cười, sau đó lướt xuống ngọn núi hướng thẳng về phía viễn cổ điện vô cùng đồ sộ kia. Sau lưng Lâm Động thì Tiểu Viêm gật đầu nhẹ nhẹ, bám theo sát. Trong mấy ngày vừa qua, nó đã tu luyện thiên ma thần biến mà Tiểu Điêu đưa cho. Đồng thời đối với cả thân thể này thì cũng đã dần dần có được sự khống chế ban đầu. Cho nên bước đi của nó cực kỳ chuẩn xác, mỗi bước đều có khoảng cách như nhau, không hề rời khỏi phạm vi 10 trượng xung quanh Lâm Động. Trong phạm vi này thì bất luận xảy ra biến cố gì thì nó cũng có thể khống chế tuyệt đối. Cho dù là những cường giả đã vượt qua một lần niết bàn kiếp thì dưới con mắt quan sát của nó cũng không thể nào làm bị thương Lâm Động được. Lại nói thì phải nói rằng viễn cổ điện cực kỳ rộng lớn, chỉ riêng cổng thành thôi đã có đến 8 cái. Tuy nhiên thì lượng người ra vào vẫn rất là đông đúc. Nhìn đoàn người kéo dài, Lâm Động cũng không muốn gây rối loạn nên lặng lẽ cùng với cả Tiểu Viêm đứng vào phía sau đoàn. Hey, chỉ còn vài ngày nữa thôi là có thể mở ra viễn cổ bí tàng rồi. Nghe nói bí tàng này cực kỳ khó lường đó, chính là do tông phái siêu cấp năm đó lưu lại. Chỉ cần có được một chút chân truyền trong đó thôi thì chắc chắn có thể chiếm được thượng phong ở chiến trường viễn cổ này đó. Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi không thấy là có bao nhiêu người hôm nay bị bí tàng này lôi kéo đến đây sao? Trong đó các vương triều cao cấp đến không xuể, không có nhân lực, không có năng lực, chỉ đừng vọng tưởng lấy được báu vật. Hơn nữa ngươi đừng tưởng thế lực đến tranh cướp bí tàng này chỉ có bấy nhiêu thôi. Ở những nơi bí mật gần đây thì ai biết chẳng có còn bao nhiêu người nữa. Chớ nói chúng ta, chỉ sợ là đến những vương triều cường đại có được viễn cổ bí thược trong tay như là vương triều Ba Nham, vương triều Hồng Hoang thì e rằng cũng không dám đảm bảo bọn họ có thể toàn thắng trở về đâu. Trong lúc mà Lâm Động đang lặng lẽ xếp vào sau đoàn người thì đã nghe được những tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Lông mày lúc này khẽ nhướng, viễn cổ bí tàng lần này xem ra không phải dễ dàng mà tranh giành được. Theo ta được biết thì hiện tại ba thế lực nắm giữ viễn cổ bí thược là vương triều Ma Nham, vương triều Hồng Hoang và vương triều U Tuyển đều đã đến viễn cổ điện rồi đó. Có điều cái kẻ tên là Lâm Động ấy, người đang nắm giữ thanh viễn cổ bí thược cuối cùng thì vẫn chưa lộ diện đâu. Ta sợ rằng là tên tiểu tử đó không dám lộ diện đâu. Ngươi có nhìn thấy cáo thị dán đầy trong thành không? Vương triều Ma Nham hôm nay đã treo thưởng 150 vạn niết bản đan nữa. Hơn nữa trên người hắn còn có viễn cổ bí thược. Hắn mà lộ diện, e rằng rất thê thảm. Tên này đúng là xui xẻo mà, bỗng dưng lại trở thành kẻ bị truy nã. Sau lưng không có vương triều cao cấp nào nâng đỡ, mà cũng dám đoạt viễn cổ bí thược, không phải tự tìm cách chết sao? Vốn đang thảnh thơi thì nghe xong tin này, Lâm Động đột nhiên sửng sốt. Rõ ràng hắn không nghĩ chủ đề đột ngột chuyển sang phía mình. Sau đó hai mắt hắn híp lại, nhìn về phía trên tượng thành thì quả nhiên nhìn thấy một lệnh truy nã đập thẳng vào mặt. Trên đó còn có bức họa về hình Lâm Động nữa. 150 vạn niết bản đan sao? Rõ ràng là vương triều Ma Nha muốn diệt ta trừ hậu họa mà. Nhìn mức tiền thưởng ở phía trên lệnh truy nã, khóe miệng của Lâm Động hơi nhếch lên, lẩm bẩm mà nói. Đúng vào lúc Lâm Động đang thì thào một mình thì đột nhiên một bầu không khí xung quanh phảng phất đều thay đổi. Những tiếng bàn tán xôn xao của đám đông đều biến mất. Rồi Lâm Động cảm thấy cơ hồ có không ít ánh mắt đều dừng lại nhìn lên người quán. Và ngay lập tức thì những ánh mắt này từ sự kinh ngạc ban đầu biến thành sự cuồng vọng. Có lẽ bị nhận ra rồi. Gương mặt Lâm Động cứng đờ, sau đó nhìn đám người đứng xung quanh đang xô đẩy, lẩm bẩm nói. Tên này là Lâm Động này, mọi người ơi. Từ bên trong những ánh mắt cuồng vọng đó thì cuối cùng một đạo thanh âm đáng sợ truyền ra. Sau đó thì bên ngoài cổng thành có rất nhiều ánh mắt, chốc lát cơ hồ đều trở nên nôn nóng. Bắt đấy tên tiểu tử này, có thể lấy được 150 vạn niết bàn đan cùng với cả viễn cổ bí thược đó. Mọi người bắt lấy hắn. Một số người hét lên, bên trong lời nói rõ ràng ẩn chứa sự tham lam. Lâm Động nhíu mày nhìn quang cảnh xung quanh. Vương triều Ma Nham này,
Mình đúng là vì bọn chúng mà gặp không ít phiền toái mà. Tránh ra cho ta. Trong đám người đang xe lấn xô đẩy, vì cuối cùng có một nhóm người đi ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Là người của vương triều Đại Mạc đó. Đây cũng là vương triều cao cấp. Tên đầu lĩnh nghe nói đã bước vào niết bàn cảnh, thực lực không phải yếu. Theo cùng với cả nhóm người này đi ra thì những tiếng xì xào xung quanh. Xem ra những kẻ gọi là vương triều Đại Mạc này cũng có chút danh tiếng. Lâm Đạo, ta thì không muốn bắt ngươi giao cho vương triều Ma Nham đổi lấy liết bản đan. Thôi thì chỉ cần ngươi giao ra viễn cổ bí thược, ta sẽ để cho ngươi đi. Thế nào? Một cường giả niết bàn cảnh, đầu lĩnh của vương triều Đại Mạc, nhìn chằm chằm Lâm Động, xòe bàn tay ra và nói. Trong lúc kẻ này đang nói thì 10 tên thủ hạ sau lưng hắn, ánh mắt lộ vẻ hung quang. Bên trong thân thể của chúng thì những cỗ ba động cường mãnh xuất ra, có vẻ như là muốn mượn thế để mà trấn áp Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động khinh thường liếc mắt nhìn đám người kia, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu không thèm quan tâm, nhấc chân đi thẳng vào trong thành. Nhìn thấy động tác gần như là không thèm để ý đến của Lâm Động, ánh mắt của những cường giả niết bàn cảnh của vương triều Đại Mạc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm từng bước đi của Lâm Động. Một thoáng sau thì gương mặt bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. Nguyên lực hùng hậu trên quyền đầu ngưng tụ lại, sau đó giáng thẳng một quyền cường mãnh về phía của Lâm Động. Tuy vậy, đối với cả công kích vô cùng hung hãn này, bước chân của Lâm Động vẫn không hề dừng lại. Bàn tay khẽ giơ lên, sau đó cách không vung xuống. Lập tức một thanh âm chói tai đã vang lên bên ngoài cổng thành. Và lúc mà âm thanh chói tai kia vang lên, cường giả niết bàn cảnh kia vốn là kẻ xuất quyền trước, trên mặt lập tức xuất hiện một trường ấn đỏ như máu. Một cỗ lực đạo cường bạo trong nháy mắt đã mạnh mẽ hất hắn văng đi, và một ngụm máu tươi thổ mạnh ra. Cổng thành vốn đang huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh mắt hết thảy mọi người đều hướng về phía cường giả niết bàn cảnh bị đánh ngược trở lại, nằm trên mặt đất không biết sống chết ra sao kia. Nhất thời vào trong khoảnh khắc này thì bọn họ đều hít vào một luồng hàn khí. Lúc này bọn họ mới từ trong cơn mộng mị bởi vì giải thưởng cực lớn kia mà bừng tỉnh đại ngộ. Kẻ trước mặt này chính là kẻ lúc trước đã thoát khỏi tay của Tạch Hiên ở vương triều Ma Nham đó. Muốn có được viễn cổ bí thược trong tay ta sao? Này, đồ vật này, về sau ngươi đừng hỏng lấy nữa. Ta sẽ không nương tay như lần này nữa đâu. Lâm Động không thèm để ý đến những cường giả niết bàn cảnh bị hắn đánh bay đi. Ánh mắt... Đau! Muốn có được viễn cổ bí thược trong tay ta sao? Đồ vật này, về sau ngươi đừng hỏng lấy nữa. Ta sẽ không nương tay như lần này nữa đâu. Miệng nói nhưng mà ánh mắt của Lâm Động thì không thèm để ý đến cường giả niết bàn cảnh bị hắn đánh bay đi. Mà ánh mắt nhìn xung quanh một phòng thản nhiên nói như vậy. Nghe xong lời này của hắn, không ít người trong lòng thoáng nghe ngại. Hết thảy đều không ai nói thêm lời nào. Đương nhiên, viễn cổ điện hôm nay lôi quấn quá đông người đến. Trong đó dĩ nhiên không thiếu những kẻ ngoạ hổ tàng long. Bởi vậy một vài ánh mắt thăm dò từ trong bóng tối phóng ra. Cơ hồ là muốn xem nhân vật gần đây thanh danh lưu truyền khắp nơi này có chỗ nào khó lường. Những ánh mắt thăm dò này rất là mạnh mẽ. Lâm Động đương nhiên đều có thể cảm nhận được. Lúc này hai mắt hắn nheo lại. Sau đó Tiểu Viêm trước giờ vẫn đứng sau hắn, đột nhiên chậm rãi bước ra một bước. Lập tức một cỗ ba động kỳ quái phách tán ra ngoài. Ngay sau đó từ trong bóng tối cơ hồ vọng ra một vài tiếng xì xào nhàn nhạt. Những ánh mắt dò xét một lần nữa nhìn ra. Lần này có cả sự khiếp sợ khi mà nhìn Tiểu Viêm đứng phía sau Lâm Động. Đi thôi, ta đã cảm ứng được vị trí của ba thanh viễn cổ bí thược còn lại. Có lẽ bọn chúng cũng đã cảm ứng được ta. Vương triều Ma Nham chỉ ở đâu đó thôi. Cũng tốt, ta muốn thực sự xem bọn chúng làm sao đối phó được với chúng ta chứ. Lâm Động nhìn thoáng qua chỗ tối xung quanh, sau đó thì một thoáng đưa ánh mắt lên, nhìn vào sâu bên trong viễn cổ điện. Ở trong đó hắn đã cảm ứng được sự tồn tại của ba thanh viễn cổ bí thược còn lại. Giọng nói hạ xuống, Lâm Động bắt đầu di chuyển, đi thẳng vào trong thành. Sau đó hướng thẳng về chỗ của những cỗ ba động của ba thanh viễn cổ bí thược còn lại truyền đến mà đi. Lúc này đây, hắn đích thực sắp sửa đối mặt với cả vương triều Ma Nham rồi.
Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 111 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo.